Ý nghĩa sống, kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với chuyên đề 10 câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng giúp bạn đứng vững trong cuộc sống. Kính thưa quý vị và các bạn, chắc hẳn hầu hết chúng ta đều rất là quen thuộc với điển tích Tam Cố Thảo Lưu trong Tam Quốc. Theo đó, Lưu Bị đã 3 lần đến nhà Tranh để cầu quân sư. Gia Cát Lượng về với Lưu Bị khi Lưu Bị còn đang ăn nhờ ở đậu trên một vùng đất nhỏ thuộc Kinh Châu với vài ngàn binh sĩ, cùng thành tích là thua nhiều hơn thắng. Thế nhưng Gia Cát Lượng là người đã vạch ra lâm trung đối sách, sau đó đã trở thành kim chỉ nam giúp cho Lưu Bị xây dựng bá nghiệp. Ít ai biết rằng trước khi xuất sơn, Gia Cát Lượng từng quan điểm rằng sống trong thời loạn chỉ cố giữ lấy tấm thân. Thế nhưng số mệnh đã đẩy đưa, biến chàng trai năm ấy trở thành một trong những nhân vật trọng yếu của thời Tam Quốc. Vậy chàng thư sinh ấy đã làm thế nào để có thể vừa bảo toàn tấm thân, vừa trở thành một trong những vị tổng tư lệnh hàng đầu của thời Tam Quốc? Trong khuôn khổ chương trình hôm nay, Ý Nghĩa Sống xin chia sẻ đến quý vị 10 câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng từ các tác phẩm Xuất Sư Biểu, Tam Quốc Chí, Gia Cát Lượng Văn Tập, Gia Cát Vũ Hầu Tập, Luận Giáo, v.v. thông qua phần bình giải và diễn thuyết của Jessica Thảo Nguyễn. Mà nếu hiểu sâu và ứng dụng, sẽ giúp quý vị và các bạn đứng vững trong cuộc sống. Rất mong chương trình sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị. Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất. 10 câu nói nổi tiếng của Gia Cát Lượng giúp bạn đứng vững trong cuộc sống. 1. Suy xét thấu đáo. Nguyên văn câu nói của Gia Cát Lượng là: người quân tử thấy nhỏ biết lớn, thấy đầu biết cuối, họa vì vậy mới không xảy ra. Đó cũng chính là công việc suy xét. Chúng ta có thể hiểu câu nói trên nôm na cũng giống như khi giải một bài toán. Từ giả thuyết, chúng ta phải biết phân tích, suy xét để đưa ra kết luận. Trong cuộc sống thì chúng ta lại giải một bài toán ngược. Để tránh dẫn đến kết quả xấu thì chúng ta phải gieo vào giả thuyết những hạt giống tốt. Để tránh điều họa thì chúng ta phải gieo nhân phúc đức. Đó là đối với bản thân ta. Còn đối với người thì ta lại giải bài toán xuôi. Từ những lời nói, sắc mặt, hành động của người, ta có thể hiểu được người có đang đồng thuận với ta không. Từ lời nói, sắc mặt, hành động của người mà ta biết được chí hướng của người theo tà hay chính, có dẫn đến mối nguy nào hay không. Cho nên các công ty luôn cần có bộ phận phân tích dữ liệu, phân tích sức khỏe của công ty, phán đoán tiềm năng của thị trường để có chiến lược phù hợp nhất. Thế nào là thấy nhỏ biết lớn, thấy đầu biết cuối? Jessica xin chia sẻ với quý vị các câu chuyện như sau để làm sáng tỏ. Ví như năm xưa, Ngũ Tử Tư khi thấy Việt Vương Câu Tiễn dâng nàng Tây Thi, nàng Trịnh Đán, ông đã đoán trước cái họa mất nước. Bèn ra sức can ngăn Ngô Vương Phù Sai, nhưng tiếc là Phù Sai chẳng để vào tai những lời ấy. Sau khi Ngũ Viên bỏ mạng vì can gián Phù Sai, Thế tử Hữu Nhân một lần đeo cung mang tên ở hậu viên trở về với đôi giày ướt sũng, bèn can gián Phù Sai rằng: mới rồi còn ra chơi hậu viên, nghe tiếng con ve kêu trên cây, chạy lại gần xem, trông thấy con ve kêu ve ve, tự lấy làm yên sở. Không ngờ có con bọ ngựa đang leo ở trên cành cây, bò tới giơ hai cái càng lên rình bắt con ve để ăn thịt. Con bọ ngựa chỉ biết con ve, không ngờ có con chim hoàng tước đang bay lượn ở đấy, định mổ con bọ ngựa. Con chim hoàng tước chỉ biết có con bọ ngựa, không ngờ có con đứng ở đấy, đang dương cung định bắn con chim hoàng tước. Con lại chỉ biết chăm chăm vào con hoàng tước, mà không ngờ có một cái hố sâu ở bên cạnh, trượt chân ngã xuống, thành ra ướt cả áo giày, để đến nỗi làm trò cười cho phụ vương. Thực ra, Thế tử Hữu đang mượn chuyện con ve ve, con bọ ngựa, con chim hoàng tước và Thế tử Hữu để nói về thế trận các nước Lỗ, Tề, Ngô, Việt. Nước Tề đem quân sang đánh nước Lỗ, tưởng rằng có thể lấy được nước Lỗ. Chẳng ngờ nước Ngô đang định mang quân sang đánh nước Tề. Nước Ngô tưởng rằng có thể nhân dịp này mà thôn tính nước Tề, thuần phục được nước Lỗ. Chẳng ngờ nước Việt cho tử sĩ vượt Tam Giang, thông Ngũ Hồ mà diệt nước Ngô. Và quả thật, diễn biến sau đó xảy ra đúng như lời của Thế tử Hữu.
Vì sao Thế Tử Hữu có thể tiên đoán như vậy? Chính là vì biết Ngô Vương đã chuẩn bị xuất quân đánh Tề, trong khi nước Việt vốn có mối thù sâu nặng với nước Ngô. Nước Việt ngày đêm luyện tập quân đội, nuôi chí 10 năm quyết chiến trong một ngày. Đó là Thế Tử Hữu thấy nhỏ mà biết lớn, thấy đầu mà biết cuối, đều là từ suy xét thấu đáo mà ra. Phàm là người có trí tuệ, suy nghĩ tới nơi tới chốn thì đó gọi là sự sáng suốt. Gia Cát Lượng cũng nhờ việc quan sát và suy xét thấu đáo mà đã tìm cho mình những người kế nhiệm tuyệt vời. Khi biết tình trạng sức khỏe bị giảm sút nghiêm trọng, Gia Cát Lượng đã viết mật thư gửi Lưu Thiện rằng: "Nếu như hạ thần gặp chuyện chẳng may, việc sau này giao cho Tưởng Uyển." Lưu Thiện kinh hãi, bèn phái Thượng thư Lý Phúc đến trực tiếp chiến trường để hỏi thăm sức khỏe của Thừa tướng Gia Cát Lượng. Khi đến nơi thì Gia Cát Lượng đã hôn mê, nhưng ông vẫn ráng mở mắt và nói với Lý Phúc rằng: "Ta biết việc ông cần hỏi, người có thể lập tức kế nhiệm công việc của ta là Công Đàm, tức Tưởng Uyển." Lý Phúc hỏi: "Công Đàm sau khi 100 tuổi thì ai kế thừa được?" Gia Cát Lượng đáp: "Văn Vĩ, tức Phí Vĩ có thể làm được." Lý Phúc hỏi tiếp: "Sau Phí Vĩ thì đến ai?" Thì Gia Cát Lượng không đáp, mọi người chạy đến thì người đã lạnh hẳn rồi. Quả nhiên, sau này Tưởng Uyển và Phí Vĩ đều là những hiền tài cốt cán, những người kế nghiệm xuất sắc, giúp cho Thục Hán trụ vững và phát triển. Thục Hán nhờ vậy mà tồn tại thêm 29 năm nữa mới bị thu phục, tính từ thời điểm Gia Cát Lượng qua đời. Chỉ tiếc Tưởng Uyển mất sau Gia Cát Lượng 12 năm, còn Phí Vĩ bất đắc kỳ tử qua đời sau Tưởng Uyển 7 năm khi chưa kịp để lại lời trăn trối. Ít ai biết rằng trước đó, Tưởng Uyển từng suýt bị Lưu Bị xử trảm khi còn là huyện trưởng Quảng Châu. Nguyên do là Lưu Bị thị sát, thấy Tưởng Uyển làm việc rất lộn xộn, lại thường uống rượu say. Chính Gia Cát Lượng đã can gián Lưu Bị rằng: "Tưởng Uyển là một nhân tài, chẳng phải người chỉ có tài trong vòng 100 dặm. Chỉ nghĩ việc quan là lấy yên dân làm gốc mà không có biểu hiện sửa sang, hy vọng chúa công minh xét kỹ sự thật." Một thời gian sau, Lưu Bị lại phát hiện ra huyện Quảng Châu có hiệu quả tốt hơn những huyện khác. Từ đấy, Tưởng Uyển mới được đề bạt lên làm Thượng Thư Lang, tham dự quyết sách của triều đình. Có thể tìm ra viên ngọc thô trong đá, có thể nhìn ra nhân tài ẩn sau vẻ vờ lộn xộn của Tưởng Uyển, đó chính là cái tài của Gia Cát Lượng. Do vậy, trong cuộc sống, việc thấy nhỏ biết lớn, thấy đầu biết đuôi sẽ giúp cho nhà lãnh đạo tránh mắc phải những sai lầm và còn giúp cho việc hoạch định chiến lược được thông suốt, mang lại hiệu quả cao. 2. Lấy chữ tính làm gốc. Nguyên văn câu nói của Gia Cát Lượng là: "Ta cai quản đất nước, luôn coi chữ tính làm gốc." Ngoài việc hoạch định Long Trung Sách, giúp Lưu Bị liên minh với Tôn Ngô giành thắng lợi tại trận Xích Bích trước Tào Ngụy, giúp Lưu Bị lập cứ điểm đầu tiên tại Kinh Châu, sau này tiến hành bắc phạt, thì phần lớn công việc của Gia Cát Lượng là làm thừa tướng, giúp Lưu Bị điều hành, cai quản đất nước. Chúng ta có thể hiểu nôm na là nếu gọi Lưu Bị là owner, founder, chủ sở hữu, nhà sáng lập, thì Gia Cát Lượng là vị CEO, giám đốc điều hành đắc lực của Thục Hán. Vai trò của Gia Cát Lượng khi đó được coi như tướng quốc tiêu hà, đã giúp cho Lưu Bang chấn hưng nền kinh tế, tạo thành hậu phương vững chắc cho các cuộc chinh phạt. Bang Thống đóng vai trò tham mưu chính cho Lưu Bị chinh phạt Ích Châu. Pháp Chính đóng vai trò tham mưu chính cho Lưu Bị chinh phạt Hán Trung. Pháp Chính còn là nội gián cho Lưu Bị trong cuộc chinh phạt Ích Châu trước đó. Có thể đối với hai cuộc chinh phạt trên, mặc dù Gia Cát Lượng không tham gia trực tiếp chiến trận, nhưng vẫn tham gia vào các cuộc họp nội các của triều đình. Gia Cát Lượng còn được Lưu Bị xem trọng như tay hòm chìa khóa. Khi chiếm được Ích Châu, Lưu Bị giao cho Gia Cát Lượng Vỗ Yên và chấn hưng kinh tế cho vùng này. Khi Lưu Bị chiếm được Hán Trung, cũng giao ngay cho Gia Cát Lượng cai quản và phát triển vùng đất mới này. Trong một thời gian ngắn, Gia Cát Lượng đã đạt được sự phát triển kinh tế vượt bậc. Ông dạy cho người dân áp dụng kỹ thuật vào việc canh tác, trồng trọt,
lại do triển khai đắp đê, đào kênh, khai thông hệ thống tưới tiêu, làm cho nông nghiệp phát triển thịnh vượng. Nhờ vậy mà nguồn lương thực thu được rất dồi dào, chẳng những đáp ứng cho dân mà còn dồi dào cung ứng cho các cuộc chinh phạt của Lưu Bị. Bên cạnh đó, ngành khai thác mỏ sắt, nghề làm muối, nghề làm gấm đều đạt được những thành tựu vượt bậc. Đặc biệt là nghề khai thác mỏ sắt, đúc vũ khí đã giúp cung ứng cho quân đội thuộc Hán nguồn quân lực mạnh mẽ. Vì sao Gia Cát Lượng được Lưu Bị tín nhiệm như vậy? Bởi vì ngoài thực lực điều hành, Gia Cát Lượng là một người rất liêm khiết, minh bạch, trong sạch và có lối sống thanh đạm ai cũng ngưỡng mộ. Vì sao Gia Cát Lượng điều hành công việc trôi chảy? Vì ông áp dụng nền pháp trị công bình với tất cả mọi người, không phân giai cấp, không phân quý tiện, không biệt xa gần. Người có công ắt được thưởng, chẳng bỏ sót ai. Người phạm lỗi thì cho dù là quan cao cũng không thoát tội. Cho nên ai tham gia vào công cuộc điều hành của Gia Cát Lượng đều hết lòng tin tưởng, hết lòng phụng sự. Tất cả đều nhờ vào sự tận tâm của Gia Cát Lượng, đặc biệt là uy tín của ông trong việc ban hành và thực hiện các chính sách đối với hệ thống quan chức và người dân. Trong kinh doanh, việc giữ uy tín cũng rất quan trọng. Đó là lý do mà các ngân hàng lập ra bảng xếp hạng tín nhiệm của doanh nghiệp và cá nhân để đánh giá những gì doanh nghiệp ấy, cá nhân ấy đã làm trong quá khứ, cũng như căn cứ vào tài sản đảm bảo, dòng tiền kinh doanh để phán đoán xem doanh nghiệp ấy, cá nhân ấy có đủ khả năng thanh toán trong tương lai hay không. Từ đó mà ngân hàng xem xét mức độ giải ngân cho vay. Ngân hàng nào làm tốt công việc đánh giá và phán đoán thì sẽ hạn chế tối đa tỷ lệ nợ xấu. Ngân hàng nào làm không tốt công việc đánh giá và phán đoán thì sẽ có tỷ lệ nợ xấu cao. Doanh nghiệp cá nhân nào càng uy tín thì càng được ưu tiên cho vay. Cho nên, bất luận là cuộc sống hay kinh doanh hay điều hành đất nước thì chữ tín là điều kiện quan trọng cho thành công. 3. Biết lắng nghe, biết học hỏi. Gia Cát Lượng nói, thu nạp những lời chính đáng, nhiệt tình gan dán sẽ tiếp thu được những mưu kế hay của mọi người. Chẳng những ngày xưa mà ngày nay cũng vậy. Ai biết lắng nghe điều hay, biết học hỏi từ người khác thì sẽ mau lấp đầy túi khôn của mình. Mỗi con người đều có quá khứ, có những trải nghiệm khác nhau, có những bài học giá trị mà họ khắc cốt ghi tâm. Nếu ta biết lắng nghe, biết chọn lọc điều hay thì sẽ tránh được những thất bại mà người kia đã từng trải. Do đó, chúng ta nhiều lúc chẳng cần phải trả giá đắt mà vẫn biết con đường tốt nhất đi đến thành công. Người lãnh đạo càng có nhiều thành quả thì cái tôi của họ cũng ngày một tăng theo. Nhưng người lãnh đạo cao nhất lại chính là người biết thu nạp nhiều nhất những lời chính đáng, những lời can gián nhiệt tình, biết tiếp thu những mưu kế hay của những túi khôn của nhân loại. Biển vì không từ chối một giọt nước nào mà trở nên rộng lớn, mênh mông. Đó cũng là đạo thánh nhân, đạo quân vương để có thể đứng vững trong cuộc sống vậy. 4. Giải quyết cái gốc của vấn đề. Gia Cát Lượng nói, trị thực hơn trị hư, có hàm ý muốn nói rằng cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là giải quyết gốc rễ của vấn đề đó. Trong binh pháp, người ta tạo ra hư hư thực thực để làm mờ mắt đối phương, thao túng tâm lý của đối phương, rồi đột nhiên xuất kỳ bất ý tấn công vào chỗ thực của địch. Ấy là địch thấy cái hư của ta mà ngỡ là thật, cho nên tăng cường phòng bị khắp nơi. Phòng thủ khắp nơi thì quân phải tản ra, địch tản quân, còn ta thì tập trung lực lượng đánh vào chỗ cần đánh, thì thắng lợi ắt thuộc về ta. Khi cái thực của địch bị tiêu tan thì cái hư cũng sẽ chẳng còn. Cũng giống như khi chữa bệnh, gặp đúng thầy đúng thuốc thì bệnh tật tiêu trừ. Gặp chả đúng thầy, chả đúng thuốc thì chẳng những hao tiền của mà còn tổn hại sức khỏe. Cái gốc của vấn đề nó quan trọng như vậy đấy. Trong công việc cũng vậy, khi tìm hiểu được nguyên nhân căn cơ, tìm được giải pháp thỏa đáng thì chẳng những tiết kiệm thời gian, tiết giảm ngân sách mà hiệu quả cũng tăng trưởng theo. 5. Hành theo điều đúng. Gia Cát Lượng nói,
Những điều bản thân mình thấy đúng thì không cần ai sai bảo cũng làm. Còn những điều bản thân mình thấy bất chính thì cho dù có người bắt làm cũng không tuân theo. Gia Cát Lượng không hổ danh là một học giả uyên bác. Theo đó ông dạy rằng, bất luận bạn là ai thì đều nên làm theo lẽ phải, làm theo những điều đúng đắn, theo điều chính nghĩa. Chớ vì nể nang ai hay vì phải phục tùng ai mà làm điều trái lẽ thường. Đạo lý thiên hạ chỉ có vậy, đi theo đường sáng, làm theo lẽ phải, hành việc đúng đắn. Vậy làm sao có thể phân biệt đúng sai? Gia Cát Lượng nói, buông nhẹ việc dạy dỗ là đi ngược với đạo lý, chú trọng giáo dục là thuận với đạo lý. Theo đó, để phân biệt đúng sai, thuận theo đạo lý thì không gì bằng giáo dục. Giáo dục giống như ánh sáng soi đường chỉ lối cho ta. Có ánh sáng rồi thì còn lo gì không nhìn rõ. 6. Lưu ý khi kết giao bằng hữu. Gia Cát Lượng dạy rằng, những mối kết giao dựa vào thế lực và lợi ích thì khó mà bền vững lâu dài được. Sự tương đồng tri thức giữa những kẻ sĩ thì khi nóng, khi no đủ cũng không thăng hoa hơn nữa. Khi lạnh, lúc khó khăn cũng không thay đổi. Mối tương giao đó có thể tồn tại mãi mãi mà không suy tàn, trải qua nguy nan càng thêm bền vững. Theo đó, Gia Cát Lượng chỉ ra rằng, đừng kỳ vọng dài lâu ở những mối kết giao chỉ dựa vào thế lực và lợi ích. Người ta đến với nhau bằng gì thì cũng vì thứ đó mà đi. Huống chi quyền lực và lợi ích đối với người tham thì biết bao giờ mới thỏa. Ví như câu chuyện mượn đường diệt quắc. Nước Tấn và nước Ngu vốn chẳng ưa gì nhau. Chỉ vì vua Tấn muốn đánh nước Quắc nên mới mang lễ vật đến mua chuộc vua Ngu cho vua Tấn mượn đường đi qua nước Ngu để đánh nước Quắc. Vua Ngu vì tham lễ vật mà nhanh chóng nhận lời, nghĩ rằng thân với nước Tấn hơn thân với nước Quắc, mà quên rằng nước Ngu và nước Quắc sở dĩ tồn tại là nhờ biết liên thủ tạo thành thế gọng kìm. Hễ ai đánh Ngu thì Quắc đem quân đến cứu và ngược lại. Nhờ liên minh Quắc Ngu bị chia rẽ, nước Tấn dễ dàng chiếm được nước Quắc. Xong việc, vua Tấn lại rủ vua Ngu đi ra ngoài thành săn bắn. Khi vua Ngu không thấy vua Tấn đâu, mới quay về thành thì mới thấy vua Tấn đã chiếm luôn nước Ngu mất rồi. Vua Ngu vì tham lễ vật mà kết giao với vua Tấn, quên bén đi những lúc nguy nan có nhau với vua Quắc. Cho nên tham thì thâm, vua Tấn vì muốn cướp nước Quắc nên dùng miếng mồi ngon dụ vua Ngu. Sau khi đạt được mục đích rồi thì tiện tay dắt bò lấy luôn nước Ngu. Đó gọi là thả con tép bắt con tôm. Vua Ngu khi ngộ ra chân ái thì đã muộn rồi. Theo đó, Gia Cát Lượng muốn nhắc nhở rằng chỉ có nét đẹp tri thức, tư tưởng tương thông thì mới có thể cùng chung hoạn nạn, cùng chung phú quý, mới là mối tương giao bền vững. 7. Thân hiền thần, xa lánh tiểu nhân. Đây là lời của Gia Cát Lượng gửi gắm đến Lưu Thiện khi Gia Cát Lượng bố cáo lý do cần phải xuất chinh. Xuất sư biểu như lời nhắn gửi của một người cha già dành cho con trẻ, dốc hết ruột gan mà khuyên dạy. Vì sao phải thân hiền thần, xa lánh tiểu nhân? Ông bà ta có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Gần người hiền thì chẳng những học được những điều hay mà bản thân ta cũng an toàn và tốt lên theo thời gian. Gần tiểu nhân thì chẳng những học được những thói hư của họ mà bản thân ta cũng dễ gặp nguy hiểm và dần già ta không còn là ta nữa. Vua mà gần người hiền tài thì quốc gia thịnh vượng. Vua mà gần kẻ tiểu nhân thì quốc gia lụi bại. Đó là điều mà Kim Cổ đã thấy rõ. Trừ phi năng lượng tích cực của nhà lãnh đạo mạnh hơn có thể cảm hóa được tiểu nhân, còn như năng lượng của nhà lãnh đạo yếu hơn thì nguy đến thân là điều khó tránh khỏi. Trong xuất sư biểu, trước khi xuất chinh nơi xa trường, Gia Cát Lượng điểm mặt đặt tên những bậc hiền thần ở hậu phương mà Lưu Thiện nên gần như là Du Chi, Phí Vĩ, Đổng Doãn, Hướng Sủng. Trong thời gian này, Lưu Thiện đã tiếp thu và thực hiện theo đúng lời dạy của Gia Cát Lượng. Nhưng sau khi Gia Cát Lượng và những vị ấy mất đi, Lưu Thiện
lại đi đắc sủng Hoàng Quan Hoàng Hạc làm nội bộ chia rẽ. Quân Tào Ngụy xuất quân tiến đánh kinh đô Thành Châu mà Hoàng Hạc vẫn che giấu tin tức, dẫn đến Lưu Bị trở tay không kịp phải đầu hàng Tào Ngụy. Thiết nghĩ đó cũng là một bài học lớn mà bản thân Lưu Thiện phải trải nghiệm mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói thân hiền thần, xa lánh tiểu nhân mà Thừa tướng Gia Cát Lượng đã dạy. 8. Biết lo xa. Gia Cát Lượng dạy rằng, nguy sinh ra trong lúc yên, mất sinh ra trong lúc còn, loạn sinh ra trong lúc đang bình trị. Người không lo xa, ắt có họa gần. Thế nào là nguy sinh ra trong lúc yên? Câu nói này làm ta nhớ đến lời dạy của Mạnh Tử thời Chiến Quốc rằng, cứ hết một thời trị thì đến một thời loạn, hết một thời loạn thì đến một thời trị. Một thời mà Mạnh Tử nói ở đây là khoảng 500 năm, tùy vào thời vận mà có những biên độ thay đổi cố định. Ví như vua Nghiêu truyền ngôi cho vua Thuấn, rồi vua Thuấn truyền ngôi cho vua Vũ, vua Vũ lập ra nhà Hạ thì được khoảng 440 năm. Tức là từ năm 2205 trước công nguyên đến 1766 trước công nguyên, tới đời vua Kiệt thì mất nước. Vua Kiệt sinh ra từ thời trị, nhưng tàn bạo hoang dâm làm ra thời loạn. Thành Thang dẹp loạn, lập ra nhà Thương, tức nhà Ân, kéo dài đến non 650 năm. Tức là từ năm 1766 trước công nguyên đến năm 1122 trước công nguyên, tạm gọi là thời trị. Đến thời vua Trụ thì cũng sinh ra loạn lạc như vua Kiệt, bị Cơ Phát nhà Chu diệt. Ấy là cái ý sâu xa mà Gia Cát Lượng gọi là nguy sinh ra trong lúc yên, mất sinh ra trong lúc còn, loạn sinh ra lúc đang bình trị. Đây là lời Gia Cát Lượng muốn nhắn nhủ đến Lưu Thiện trong Xuất Sư Biểu, nhằm nhắc vị vua này chớ thấy hoa nở mà ngỡ xuân về, chớ thấy bình yên trước mắt mà quên đi mối nguy từ Tào Ngụy, từ Đông Ngô. Vì cái thế chân vạc này sẽ còn giằng co nhau cho đến khi nào thống nhất thì mới thôi. Lời đó cũng giống như lời mà người xưa vẫn dạy, người không lo xa, ắt có họa gần. Trong cuộc sống, nếu ta đứng yên, tức là ta đang thụt lùi, vì vạn vật vẫn đang chuyển động. Để không bị bỏ lại phía sau thì chúng ta phải không ngừng tiến lên phía trước bằng xe hơi, tàu hỏa, máy bay hoặc bằng chính đôi chân ta mà trí tuệ chính là người dẫn đường. 9. Lấy số đông làm trọng. Gia Cát Lượng dạy rằng, tập trung suy nghĩ của mọi người mở rộng lợi ích của quần chúng. Sở dĩ phải tập trung suy nghĩ của mọi người vì hiền tài sinh ra từ quần chúng. Trong quần chúng ắt có hiền tài. Nên người lãnh đạo muốn thành công thì phải biết biến trí tuệ của mọi người thành trí tuệ của mình. Đó là phải chiêu mời được hiền tài cùng bàn bạc giải quyết vấn đề. Muốn cho hiền tài theo về, muốn cho thiên hạ quy về thì không gì bằng mở rộng lợi ích của quần chúng. Quần chúng là số đông, được số đông ủng hộ thì binh hùng tướng mạnh, dân giàu nước an còn gì bằng. Muốn vậy, nhà lãnh đạo phải lấy dân làm gốc, vì lợi ích của dân, do dân và vì dân. Điều này rất giống với lời dạy của Bác Hồ kính yêu của nước Việt Nam ta. Đến đây, Jessica liên tưởng đến lời dạy vị nhân của Khổng Tử cũng rất tương đồng với quan điểm của Gia Cát Lượng và Bác Hồ rằng bản thân mình muốn đứng vững trong cuộc sống thì phải giúp người khác đứng vững trong cuộc sống. Mọi việc đều có thể từ mình mà nghĩ đến người khác. Có thể nói đó là biện pháp thực hiện điều nhân của người có đức nhân. 10. Coi trọng việc tiến cử hiền tài. Gia Cát Lượng nói, xét đạo trị quốc, cốt ở cử hiền. Bao đời nay, một đất nước không thể đứng vững nếu thiếu hiền tài. Một doanh nghiệp không thể đứng vững nếu không biết coi nhân tài là tài sản của doanh nghiệp. Quan đại phu thân nhân trung của nước Đại Việt ta từng dạy, hiền tài là nguyên khí quốc gia. Nguyên khí thịnh thì đất nước mạnh và càng lớn lao. Nguyên khí suy thì thế nước yếu mà càng xuống thấp. Bởi vậy, các bậc vua tài giỏi đời xưa chẳng có đời nào lại không chăm lo nuôi dưỡng và đào tạo nhân tài, bồi đắp thêm nguyên khí. Người xưa từng dạy về đạo tam tài rằng thiên địa nhân
là ba yếu tố cấu nên thành bại ở đời người. Bởi thế mới có câu thiên thời, địa lợi, nhân hòa mới là nhất. Thiên địa vốn dĩ do tự nhiên, do trời đất quyết định. Tuy khó xoay chuyển, song chúng ta có thể chờ đợi và chọn lấy thời điểm phù hợp với mình nhất. Chọn địa thế có thể phát huy sức mạnh của mình. Riêng về nhân hòa chính là do chúng ta quyết định. Chúng ta có thể không thể thay đổi được trời đất, nhưng có thể thay đổi được chính mình. Ví như kính già, già để tuổi cho, yêu trẻ thì trẻ đến nhà. Nếu nhà lãnh đạo biết yêu kính hiền tài, coi trọng việc tiến cử hiền tài, thì hiền tài sẽ vì tấm lòng đó mà cảm kích, sẵn sàng mang ánh sáng đến nơi tối tăm, giúp cho chúng ta đứng vững trong cuộc sống. Tự chung lại, 10 câu nói của Gia Cát Lượng giúp bạn đứng vững trong cuộc sống với nội dung hàm ý rằng: 1. Suy xét thấu đáo. 2. Lấy chữ tín làm gốc. 3. Biết lắng nghe, biết học hỏi. 4. Giải quyết cái gốc của vấn đề. 5. Hành theo điều đúng. 6. Lưu ý khi kết giao bằng hữu. 7. Thân hiền thần, xa lánh tiểu nhân. 8. Biết lo xa. 9. Lấy số đông làm trọng. 10. Coi trọng việc tiến cử hiền tài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video trên kênh Ý Nghĩa Sống. Nếu quý vị và các bạn thấy video trên hay, giá trị và có ý nghĩa thì hãy chia sẻ đến cho thật nhiều người, vì biết đâu sẽ có nhiều người tốt lên nhờ vào sự chia sẻ hào phóng của bạn. Đừng quên để lại bình luận để chúng ta có thể kết nối sâu hơn nhé. Hãy nhấn vào nút đăng ký và nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất từ Ý Nghĩa Sống nhé.